Hello, xin chào anh em và các bạn đến với kênh Cây Xin. Hôm nay mình làm cho anh em một video giới thiệu về mô tô nước nha các bạn nha. Và trước mặt các bạn đây là một em GB800 giờ 2 thì các bạn, 2 chỗ ngồi. Rất là đẹp, body em này rất là chuẩn các bạn. Máy còn bên ngoài còn rất là sáng sủa các bạn. Đây là phần đuôi lái của em này, hệ thống lái các bạn. Em này thì không có số dê nha các bạn nha, nó chỉ biểu diễn là mình sẽ đánh lái qua lại. Đây là hai nút xả các bạn, hai nút xả khi mà mình lên bờ mình sẽ vặn ra để nước bên trong có thể chảy ra ngoài. Còn bên này cũng có một nút nữa các bạn. Đây là dòng cho hai người các bạn, chạy rất là chuẩn luôn, rất là bốc. Nếu mà cái dòng anh em chơi, mua chơi giải trí thì nên lấy cái dòng này thì rất là tuyệt vời. Chở hai người như các bạn thấy đây, trọng lượng của em này là 160 kg các bạn. Đồng hồ Kunamed các bạn, báo số km, số giờ và nhiên liệu các bạn nha, reset bên này. Bây giờ mình sẽ dỡ cái khoang bên trong cho các bạn thấy. Đây là em này xài động cơ hai máy nha các bạn nha. Bít tông thì không biết bao nhiêu nhưng mà giờ chỉ lắp bình vô là xài thôi. Ok. Cái đây là hộp điện, các bạn thấy như hộp điện bên này. Còn bên trong này là động cơ. Xài xăng hai thì các bạn, xăng khoai nhất. Ok, thì bên này là cái nơi đổ nhiên liệu vào, các bạn đổ xăng phai nhớt vào bên này. Một lít xăng thì các bạn, một lít nhớt thì các bạn đổ pha với 30 lít xăng. Còn phía bên này, bên đây là cái cốp để đựng các bạn, đựng áo hoặc là những cái đồ thiết bị khi bạn chạy, đồng hồ, áo, giày, dép thì các bạn có thể bỏ vào trong này. Bên này nó có cái giòn, nó sẽ chống ướt khi jet ski có chìm như thế nào hay là lật như thế nào thì nó vẫn không vào lại được. Đây là nút đề nha các bạn nha, màu xanh là nút đề star đây các bạn. Đây là màu đỏ là nút stop, còn đây là chìa khóa. Khi các bạn chạy thì các bạn sẽ dắt cái chìa khóa, nó giống như càng cua thì dắt vào trong này thì và một tay sẽ đeo vào trong cái cổ tay, thì khi các bạn chạy thì nếu các bạn bị văng ra khỏi xe thì các bạn nút chìa khóa nó sẽ bung ra và sẽ tự tắt máy. Và nếu chúng ta không có bảo vệ an toàn thì các bạn sẽ jet ski nó sẽ chạy và rất là nguy hiểm, có thể tông gây tai nạn cho người khác. Còn đây là ga nha các bạn nha, lên ga xuống ga. Cái này là cái cần này là dùng cần ga. Đây là on off red, chế độ red, cái chế độ off và chế độ on thì các bạn red là các bạn chạy hết luôn, chạy hết xăng biết càng bình luôn. Off và on như thế này nha các bạn nha. Đây là, xin lỗi các bạn, đây là bình xăng chứ nãy lộn các bạn. Đây là bình xăng ở phía này, nắp bằng nhôm rất là đẹp các bạn, có logo của Yamaha luôn. Đây là những cái tem lắp của hãng Yamaha, các bạn thấy GB800R. Dòng này các bạn nếu mà chơi thì các bạn nên xài những dòng này thì rất là tuyệt vời, nó bốc và chạy rất là đã nha. Đây là có một điều nữa là đây là cái lỗ xả nước. Khi các bạn nổ máy lên thì nước nó sẽ xả ra bên này để giải nhiệt. Nếu trường hợp các bạn nổ máy lên mà nước không bơm xả ra đây thì các bạn nên kiểm tra, tắt máy và kiểm tra lại, có thể xỏ cái ống vào để các bạn vệ sinh vì nó có thể bít lại này các bạn, bụi cát nó có thể bít trong này lại, các bạn lưu ý vấn đề này. Còn đây là
À, cái nước này là nước nhớt nha, nhớt hay thì các bạn đổ để dự phòng ở đây. Còn đây là một cái nắp để đựng những cái đồ vật dụng. Ok, vỏ còn rất là đẹp nha các bạn nha, rất là mới đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu sắp chiếc kia thì vui lòng liên hệ qua số hotline 0903070753 để hỗ trợ anh em các bạn nha. Rồi rất là nhiều, và giới thiệu một vài chiếc để anh em tiện theo dõi. Đây là một chiếc nữa là XL800 nha các bạn nha, 3 chỗ ngồi nha, Yamaha luôn. Vỏ còn rất đẹp, sáng bóng luôn. Đây là một cái giới thiệu tổng quan qua. Em này là 3 chỗ ngồi các bạn, trọng lượng là 260kg các bạn nha. Rồi em này, đây là một cái để cứu vớt nước sống, cái vớt nước phía sau. Các bạn không muốn xài thì các bạn gửi ra nha, có chốt gửi ra hết, tháo ra. Ok, 803 chỗ nha. Bên này là nó hai nút xả nước, cái này có cái cổ lái bay lái qua lại nha, và có dây lui luôn. Các bạn dây lui nó, cái này nó sẽ gập xuống và nước nó sẽ tống ra vài, và tự động dây kia nó sẽ dây lại nha. Còn hai lỗ xả nó nằm bên hai bên hông, chứ như bên kia các bạn khi mà xài các bạn sẽ vặn lại nha, lưu ý nha. Rất là đẹp, vỏ còn mới tanh đẹp lắm. Đây là lái dê, cần dê nha các bạn. River Rivers. Đây là táp lô đồng hồ. Ok, đây là đổ bình xăng nha các bạn. Cái nút này là nắp bằng nhựa. Lúc nãy mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là nút bằng dầu, bằng nhôm. Kim loại rất là đẹp. Nhôm mà nó mà cái gì mà sáng, rất là sáng. Ok, cái này là mình giới thiệu bên ngoài cho các bạn xem. Đây là một cái cần e khi hết xăng các bạn có thể rút cái này lên và đóng xuống. Bên này thì các bạn có điều chỉnh là chạy on và rest, chạy hết xăng, chạy còn. Các bạn điều chỉnh bên này và off lại đây. Ok, cũng như bên kia thôi. Nhưng mà một điều đặc biệt là cái này nó có cái bốc đầu và có sủn nha các bạn. Khi bạn chạy đến một mức độ ga nào đó thì nó sẽ bốc lên và chạy rất là nhanh. Nhiều cái chiếc dòng này đó là cái điều đặc biệt nhất của Zeki, là dòng 1200, chiếc màu trắng bên kia, và chiếc này là những hai dòng mà nó có sủn. Thì khi đạt một tốc độ nào đó nó sẽ mở sủn ra, người ta gọi là cái sủn. Thì mình nghe anh em cũng trong nghề thì nói là cái sủn, thì mình cũng dùng cái tôn từ này để mình giới thiệu anh em. Thì nó sẽ bung sủn ra và nó sẽ vọt lên, tốc độ rất là khinh khủng luôn. Và bây giờ mình sẽ mở nắp bên trong ra để giới thiệu anh em máy bên trong nha. Đây, các bạn thấy máy động cơ này. Thì em này là cũng là xài hai máy nha các bạn nha, Yamaha. Cũng còn rất đẹp, bên trong còn rất là sạch các bạn. Okay. Các bạn thấy về cơ cấu máy thì như thế này thôi. Còn đây là cái khoang phía sau là để bình bình điện, các bạn gắn đây bình 12A khoảng xài 12V, bạn có thể xài 21A là được rồi, bình khô nha các bạn nhé, xài bình số của bảo đảm. Đây là hệ thống bên trong phía đuôi của Zeki. Hai dây, hai mối điện, mối đỏ và mối đen, cặp cộng và cặp trừ, các bạn bật vào và đai dây lại. Đó có hai sợi dây đai bên dưới để tránh cái khi bạn chạy lắc và lật từ dây kia thì bình phải bung ra ngoài. Một vấn đề nữa đó, các bạn khi mà ở trên bờ các bạn không xài nữa thì các bạn có thể vặn nút này ra và bơm nước ngọt vào. Nếu mà bạn chạy biển lâu ngày bạn không xài thì bạn bơm nước biển vào, bơm nước mặn ngọt vào để vệ sinh máy. Đến các bạn để lâu dài thì nó khỏi bị quen
khoen rỉ máy lốc bên trong. Ok, rồi mình giới thiệu sơ qua về hai chiếc Yazaki Yamaha, dòng Yamaha nha. Thì Việt Nam mình phần lớn chuộng dòng Yamaha. Bên này mình còn rất là nhiều Yazaki, hai chỗ, bốn chỗ, một chỗ, có đầy đủ hết các bạn. Còn này là cốc trước, cốc trước các bạn, các bạn cũng có thể để đồ, có thể chứa đồ ha. Ok, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video giới thiệu về Yazaki. Và nếu anh em có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại hotline 0903070753 để hỗ trợ anh em nha. Vỏ còn rất là đẹp các bạn. Vỏ còn rất là mới, rất là đẹp. Ok, lâu lắm rồi mình mới làm review mô tô nước nha các bạn. Để anh em cần cái loại nào thì cứ inbox qua giúp mình. Bên kia là có hai chiếc bán nước xuồng thuyền bơm các bạn. Ngày mai mình sẽ giới thiệu về thuyền bơm cho các bạn xem luôn. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye.